Nó Wow. đứa nàng về Vinh, con này phải nói là hết cỡ anh ơi, này là hết size đó. Đâu 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 đó là thu đó đó đó, từ 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 ngồi thu phải không? nè nè, cái mình dập ra từ từ nè, đó anh này cũng tên ủi gì tớ. Thôi đầu video xin chúc anh cô chú anh chị nhiều nuôi nhiều, nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay anh tiếp tục đi thăm bảy gắn ở bên bảy chuột với anh Hoàng nữa. Rồi chào cả nhà anh Hoàng. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình với em Lận đi thăm bể chuột ở tại Hòa Khánh Đông, ấp Bình Thủy. Thì hôm nay mình cũng một buổi sáng vui vẻ, mình cũng kính chúc cho cô chú anh chị trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe, được bình yên trong cuộc sống. Sau đó chúc anh chị Thu Hà được mạnh khỏe hết, anh chị khỏe nhiều. Anh em ở dưới quê được dồi dào sức khỏe với ba mẹ. Hôm nay mình với em Lận tiếp tục đi thăm bảy chuột vào buổi sáng, đi cho nó vui, đi theo mình cho nó vui. Em mời cô chú anh chị uống cà phê với mình. Rồi mời bà cô chú uống cà phê sáng rồi đi thăm bảy chuột cùng chị anh em con chung cho vui nha. Lúa này sao giờ nó vàng ha, Nó lộn chín hết rồi, lép nhiều quá trời, bị thuốc cổ dế. Thuốc cổ dế hả? Sao anh nói gì anh cũng biết hết trơn nè. Chứ hồi đó dưới quê này làm ruộng mà không biết sao được. Đó, sáng ra Mình cánh cũng đồng, nhiều năm. sáng ra cánh đồng nhìn êm ả. Lúa này đúng ra là nó lúa này nó cũng trúng nè. Thầm cái đầu để nước nó đi chứ ra uống. Thôi Lúa này thì cái vàng lúa nó trúng mà nó vàng lúa đều đẹp ghê bị thuốc cổ dế trên chắc hai mấy cái bông trắng là bị thuốc cổ dế không à. không? Mình khám phá chừng nào hết cái đứt quà này thôi. Đây cái đầu tiên nè, khẹt ơi. Khẹt rồi, khẹt rồi. Nó. Sai sai. Nó. Wow. Đứa nàng về Vinh. Con này phải nói là hết cỡ anh ơi. Này là hết size đó. Nấu size nào mặc vừa nó hết trơn. Kè luôn không? Kè không? Gì nữa? Bên đây. Kè luôn. Đó, sáng vô. Cô chú anh chị khỏe nha. Đó, chúc cả nhà nhiều niềm vui. Hai con này là sáng hai anh em là vui hết cỡ rồi đó. Thấy khỏe. Quá đã. Để đây ha, được không? Để gần bình nước đi, có gì khác uống nước nha. Sáng mời hai anh uống cà phê, rồi mời hai uống cà phê xong rồi mời anh cái này giờ tưởng là ba phát làm ba em luôn chứ. Vậy là bên kia nó chạy qua anh đặt hướng nó bên đây hả? Ba cái ba cái đây anh xuất ra hả? Hôm qua có coi cái hình ảnh mình bị nâu mắt ở trên tivi chưa? Ai cũng cười chứ. Cười chắc khè lắm. Đây, đây. Nó trong cái giò này, nó khè. Tí nó đạp lên ta luôn rồi. Rồi, 5 cái. 5 cái. Đã đâu 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 thu đó đó, từ từ ngồi thu không đây là cái mình dập ra từ từ nè, đó anh này cũng tên ủi gì tớ tớ gì mà tớ gì này ông cụ rồi đó. Sáng nằm thầm năm ba thầm để anh xách cái liều thôi, để còn hai cái đem sao sáng nằm năm cái vô kèo vào có nhai. Thôi bây giờ tiếp tục đi qua khu khác quay tiếp cả nhà xem nha. Sáng nó tràn bẹt luôn rồi ở trên xưởng á, qua đi tránh đến hàng cái bẫy chuột, hàng cái lồng để đựng chuột
lên trễ quá, giờ cắt nhà hàng nữa tối. Thôi lấy que về bắt. Chưa mua lưới đi đi về bắt mấy cái que vô làm. Kệ làm que đi chừng nào. Hư thì thay. Kẹo, từ từ. Em thấy rồi. Em thu rồi. Ồ, trời ngon. Cái một hả? Rồi, một cái. Tẹt. Rồi, tiếp tục cả nhà ơi. Khu này mấy cái anh? Cái đầu tiên. Đây. Là, sao cái vậy? Cái này cũng sập luôn nữa. Gì vậy? Ê, đừng chết. Trời chết mẹ, không vô đây là trời. Vô lem hả? Vô mà sao không? Cái gì vậy? Có ai mượn không? Gì chứ vậy đâu mà nằm nghiêng nằm ngửa vậy? Tình trạng này hoài đó. Bên đâu? Hoài đó. Khó không? Sập không bấy ơi. Không sập luôn hả? Vậy hết hả? Nó vô kỳ. Ba cái phật mà. Sao kỹ ta? Ồ, cái này khè chắc luôn. Yêu luôn. Nên chặn đường trong ra. 16 cái hả? 4 cái. Hu. Gì kỳ vậy? Ồ. Tình bản này. Hiểu à. Anh đã hiểu tình em rồi. Đúng luôn không? Em mượn hết luôn. Kẻ ai? Cơm. Này em còn ngủ ra. Sáu cá mà được có em cơm. Đúng là ba em cấm luôn. Thế cơm nữa. Lúa. Mới vô hai cái đầu yên quá. Sao kỳ ta? Chả quẻ hoài ta. Cái này khè chắc luôn. Khè. Đúng là khè. Khiến. Phụ khiến anh ơi. Ô trời. Họ làm như vùng này nó đen hơn vùng dưới anh ơi. Đen mung vậy mới đã. Sao 7. 7 cái là còn 5 cái nữa. Hè luôn. Ông giật như là. Sớm bị mượn hoài. Vô. Nhất tính là mình nhất chứ không phải cái gặp nhất. Rồi còn ba em nữa hả? Ba em hy vọng ba em gỡ vé cú chót ba em ba ăn cống đi. Còn cống nữa chứ đừng ra bị gỡ rồi chứ. Gỡ rồi chứ làm sao mà thì những bẫy nó bật vô ngàm hết trơn mà không có. Thì cũng dân chuyên nghiệp không đó. Cái gì không à? Cái đặt nó trắng quá. Khè, chục lúa. Lúa. Ồ, chục lúa này. Vàng tư. Vàng hơn chiếc tư. Hôm qua nay đi khè. Cái này ngon quá khè ta. Đường đi. Đúng là ăn cống chứ. Ngồi coi cả nhà coi đường đi nè. Đi mòn lắng luôn anh. Đặt hai cái chặn hai đầu ha. Coi chừng vô đây hả? Hai đầu mà không đầu nào vô hết rồi chứ. Hai đầu không đầu nào vô hết rồi không lẽ nữa. Hôm nay nó nói em không đi con đường này anh ơi.
Còn một cái nữa hả? Còn cái nữa hả? Cái này 12 cái mà dính có 3 anh lúa hả? 3 anh lúa, 1 anh cắm. Vô, vô con cái đi. Trời ơi, nằm yên vui luôn. Ngay miền hang nữa chứ. Đến đâu? Ồ, ngay miền hang vậy mà nó không chịu ra ta. Này chắc nó ra đường khác rồi anh ơi. Buồn gia đình thiệt chứ. Cái này làm ta trường cái nền ở đây ha. Là xây luôn à. Ngủ quá. Sao kỳ ta. Giặt đi đâu chứ đó rồi. Ở đây bên đây không? Bên đây được gạo à. Gạo đâu vô được hả? Nổi rồi. Ha. 16 là hết. 22 cái hả? 22 cái mới được có 4 anh cống à. Bốn cống này là chùm cuối không á. Bốn anh này có nghề cũng được. Gì đam mê. Lúc đâu mà thấy. Rồi, em ru và ru. Đường gì đó mà nó không chịu đâu. Đường mới chát luôn không? Đường vậy thì tao phải vô chứ có đâu kỳ. Hỏi đường đi. Kìa. Sao kỳ ta. Im không, cái nào bị mấy anh đi trước đó. Đập trước không? Đi đạp đi dọc luôn. Được không? Nó được. Giờ cứu chót. Ê. Ôi anh này anh quá già luôn, đầu anh bạc luôn anh ơi. Anh này bị lắc đít rồi. Con này ở nhà thịt. Ba cái hả? Ba cái à. Đi vô rừng rừng gì đây, nghe cái mùi thơm quá vậy. Khè luôn đi. Khè luôn, êm ru. Lâu có anh là có anh. Lâu có anh. Bốn em được anh. Tỷ lệ thấp quá. Nó lạc cái mẹ nó đi. Hôm nay mắt nhìn rõ chưa? Hết bị qua mắt chưa? Đâu? Cũng chưa định hướng được hả? Đây nó mất cái địa thế kìa. Đây hả? Bốn cái. Có cái rút thì em còn phụ được chứ. Không kiếm được rút là em cũng bó tay. Thôi được rồi. Là quá. Sùm quá ai chịu nổi. Đây rút nè. Đâu rồi? Đập ở ngoài này thì rút mà đạp mẹ. Trời đất ơi. Năm cái. Thôi được rồi. La dưới mày. Dính bực rồi, dính ít là ta buồn rồi, mày còn gặp mày quậy nữa. Mày rủ đồng đội mày vô đây một bầy mày la, ta cũng không buồn. Quá hoang dã luôn. Mày chừng đạp lên nữa. Nó mất cái phương hướng kìa. Không thấy rút luôn hả? Ngồi đó. Tìm. Đây có cái rút. Rút mà chanh thì em thấy. Rút trong đó không thấy.
Không đi luôn hả? Sáu em à. Đây còn em nè, đây rút nè. Đây, để em. Rồi, không đi luôn anh ơi. Cái bẫy không bật luôn. Không bật chứ mà không có chuột. Nó giạt thì khác rồi. Tôi đang cái rút nữa nè. Thôi vô. Hả? Anh xíu quá trời. Xíu. Xíu. Là quá không dám quay. Là quá không dám quay. Bây giờ tiếng mà chuột la, động vật la cũng nguy hiểm. Khè luôn. Trời, nghe đụng, nghe bị hang luôn ha. Khè luôn không? Không luôn hả? Ừ. Chị ta, nó chở quẻ hoài ta. Đủ chưa? 2, 4, 5, 9 à nè, còn con. Còn hai em nữa. Vô không? Ồ. Được, được, được. Kệ đi. Có khè là cho vui nhà, vui cửa. Giờ là còn cái nữa. Hoài hả? Để em đi. Nó đang thui. Chạy đây giống đâu đó. Đen gì à? Đen gì? Đen cái cục đất. Ngay miền hang hả? Rồi xong. Kết thúc khu này. 11 cái của cả nhà. 11 cái được có 3 chú. Phải được 3 chú bự cũng được không? 3 chú vẫn còn beo. Ba chú này gom được chắc được 1 ký à. Hai chú á. Hy vọng hai chú á. Đâu rồi? Khè đó. Ôi. Rồi, cứ ngắt cái lợp luôn rồi. Đừng có phá là vô kèo ha. Đừng có phá cũng được nhiều anh, không phá cái kia cũng được ba chú hả? Cái gì? Coi chừng nha. Coi chừng ống không? Khè không? Thôi để anh dở đi cả nhà. Khè luôn đi. Nó. Ôi trời ơi. Thấy một cục tưởng đâu. Thấy một cục tưởng đâu rồi, vô rồi. Thôi vậy hai chú là được. Rồi. À, buổi thăm chuột có hai anh em con cũng đây xin kết thúc bà cô chú ơi. Thì bữa nay dính chuột thì nó cũng tương đối bự nhưng mà ít. Đó. Dính được có 11 con nè. Nay dính được 11 con. À. 4 con cơm. Có 4 con cơm, 7 con cống. À, nói chung là bữa nay dính cũng được tạm ổn. Rồi giờ hai anh em con cũng xin kết thúc video ở đây bà cô chú ơi. Hẹn bà cô chú video tiếp theo nha. Rồi chào cả nhà. Cũng chào cả nhà. Xin chúc cô chú anh chị buổi sáng được dồi dào sức khỏe làm ăn ở trong cuộc sống nha. Mình hôm nay với em Lựng hôm nay kết thúc đi thăm bãi chuột rồi. Chào anh chị Thu Hà được mạnh giỏi nha. Dạ rồi. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.